Tại Việt Nam hiện nay dư luận xã hội đang chia làm nhiều luồng ý kiến khác nhau. Trong đó một số địa phương mong muốn được xét tốt nghiệp trung học phổ thông. Tuy nhiên theo nhiều ý kiến thì việc xét tốt nghiệp sẽ không đảm bảo cơ sở dữ liệu cũng như là chất lượng nguồn tuyển để tuyển sinh vào đại học. Vậy quan điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo như thế nào? Chúng ta cũng cùng theo dõi. Năm nay với cái tình hình diễn biến dịch như thế này thì nếu như mà dịch kết thúc sớm thì chúng ta vẫn học sinh đi học lại bình thường thì chúng ta vẫn tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Thì cái phương án về tuyển sinh thì cũng cơ bản như năm 2019, chỉ có về các cái mốc thời gian thì chúng ta sẽ lùi lại cho nó phù hợp. Và trong trường hợp mà dịch mà kéo dài mà chúng ta không thể tổ chức được kỳ thi trung học phổ thông quốc gia thì vấn đề về tuyển sinh là cái quyền của các trường đại học, và các trường đại học phải chuẩn bị cho các cái phương án tuyển sinh khác nhau. Các cơ sở giáo dục đại học cũng sẽ có cái khó khăn nhất định, vì năm 2019 là trên 60% là cái sử dụng kết quả từ kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Tuy nhiên thì các cơ sở giáo dục đại học sẽ chuẩn bị những cái phương thức khác nhau để mà nó phù hợp trong cái tình hình mới. Vào chiều nay, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng vừa công bố phương án tuyển sinh năm nay, trong đó đưa ra các phương án tuyển sinh linh hoạt tùy trên tình hình thực tế. Ngoài phương án tuyển sinh như đã công bố trước đó thì đại diện Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, trong trường hợp kỳ thi trung học phổ thông quốc gia không thể tổ chức thì Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ triển khai kỳ thi tuyển sinh riêng theo hình thức đánh giá năng lực rút gọn, gồm có hợp phần thi môn toán và hợp phần thi môn ngữ văn hoặc là bài luận rồi ngoại ngữ nữa để xét tuyển. Trước đó thì thí sinh được sơ loại kết quả học tập bậc trung học phổ thông. Trường hợp dịch bệnh diễn biến theo chiều hướng là phải tiếp tục cách ly xã hội đến hết tháng 8 năm 2020 thì Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ xem xét việc xét tuyển thí sinh dựa trên kết quả học tập bậc trung học phổ thông kết hợp với các hình thức kiểm tra đánh giá từ xa. Năm nay Đại học Quốc gia tuyển sinh 10.320 chỉ tiêu.